tầng toilet á, mất tiền kinh khủng luôn. Đầu tư cả một hệ thống, cả một cái tinh túy, cái chỗ mà tắm nè, xông hơi nè, thay đồ nè, uống súp nè, không phải uống súp toilet, có cái tàu uống súp riêng. Trời ơi, uống súp riêng đẹp lắm em, máy sofa chữ L đó, tivi thư giãn, máy lạnh này nọ kia, trời ơi, lắp rau này nọ, thiết kế bằng gỗ, mất tiền không à. Bên quận 7 nó có một cái là BBT Event, trung tâm hội nghị BBT. Thí dụ như mỗi lần sức về đó, cua chừng trăm thùng ra cho khách uống chơi vậy đó. Đó là cái event. Vlog thực hành, thiết thực, cụ thể, châm biếm, hài hước, phương pháp tập gym đúng chuẩn. Tứ trụ Sài Gòn, gym triệu đô, đẳng cấp 5 sao, gym chúa Duy Nguyễn, THOL. Chào mấy bạn nha. Đến với phòng gym triệu đô mà bụi vậy trời ơi. Hôm nay nó đang hoàn thiện mấy em, chắc mới gắn mấy cái đèn khỉ này nè, bụi nó rớt vô cái ghế. Lao sơ sơ đi mới tập được. Ở đây là cái khu mà gọi là khi mà các bạn vô đăng ký mà các bạn chồng tiền, có thể là chưa chồng tiền vẫn được tham quan, đúng không? Thì quan điểm của Di á, là chốt hợp đồng trong vòng 2 tầng. Mặc dù gym tới 5 tầng mà, nhưng mà mình chốt hợp đồng là chốt hợp đồng. Thằng nào mà sale trong BBT á, mà cùi mía nhất á, là phải chốt 102 tầng. Tầng này Di lên trên đi xong hợp đồng, nó nhiều nó mệt quá. Còn thằng nào mà đi 2 tầng đó mà nó nói nhiều quá, rồi mà khách hàng này chết mẹ rồi, coi chừng nó bê đê quá hoặc nó không có tiền nha mấy em. Thật sự luôn á. Tại vì nói cái gì cũng có lý do cái gì hết, đúng không? Khi mà ở ngoài vô BBT á, là các bạn sẽ thấy được gọi là một sự hoành tráng uy nghi của tòa nhà building mặt tiền. Là vô đây là xuống tiền được rồi đó. Còn vô trong quầy lễ tân nó sang chảnh, nó đẹp, nó cao cấp. Rồi xong rồi đi vô lối sảnh hành lang thấy khu kickboxing này nọ rất là manly và mạnh mẽ. Nó đầu tư như vậy đó mà không chốt tiền được. Cái tầng ở dưới là tầng đề 3 thôi đó, chưa tham quan gì hết. Cái tầng trên này mới là tham quan kìa. Tầng này là tầng Select Drive Cardio, thấy không? Nhìn dàn cardio này nó đều tâm tấp thẳng hàng, nhìn nhìn view ra đường Lê Văn Khương, 535 Lê Văn Khương, trục huyết mạch chính VIP nhất quận 12. Thế chứ thuộc lộ 22 thôi, quốc lộ 22 đó rồi, xe giao thông. Còn này xe này xe trong khu dân cư nó khác. Nhìn ra nè, hai hàng máy tập nó thẳng tắp, nó giống như là những con người vô hình nó đang đón chào các bạn. Hai bên rạp xuống chào chào chào. Đi tiểu sảnh kia vô, trời mở cửa thang máy kịch thằng kia vô, đi quéo, đi thằng bộ lên kịch quéo một cái đi vô. Không xuống tiền nữa mới là lạ. Hai tầng thôi. Còn lên tầng thứ ba là tầng toilet để bữa nào đi quảng cáo. Tầng đó là cái tầng mắc tiền nhất. Tầng toilet đó. Mắc tiền kinh khủng luôn. Đầu tư cả một hệ thống, cả một cái tinh túy, cái chỗ mà tắm nè, xông hơi nè, thay đồ nè, uống súp nè. Không phải uống súp trong toilet, có cái tầng uống súp riêng. Trời ơi, khu uống súp riêng đẹp lắm em. Má sofa chữ L. Nó tivi thư giãn, máy lạnh này nọ kia, trời ơi, bách rau này nọ, thiết kế bằng gỗ, mất tiền không à. Tầng đó là tầng mất tiền, hai tầng này thôi là chốt hợp đồng. Còn tầng 3, tầng 4 nãy vừa quay rồi đó. Tầng 3, tầng 4 là kể như lên trên đó nước cục ngã thôi. Còn nếu mà lên tầng 4 mà không chốt được, không thả cho đi bộ xuống luôn, khỏi nói nhiều nữa. Má nói cho thằng này nói mệt thiệt chứ. Đúng không? Mà nghĩ sao bạn? Cái phòng gym triệu đô như vậy nè, hàng triệu đô. Đầu tư một cách rất là đẳng cấp và chuyên nghiệp. Mà vé tập có 500 ngàn một tháng mà tao lôi lên tới tầng 4 mà mày không ói được 500 ngàn nữa, thôi mày xuống về luôn cho tao một cái. Tao kiếm khách khác. Chứ nói thiệt các bạn, trong nguyên tắc làm ăn cái chỗ để anh em mình chia sẻ, không phải là mình coi thường khách hàng, nhưng mà cái nghiệp vụ làm sale của mình phải khôn, đúng không? Không có cá thì con nào mập ăn trước, con nào ốm từ từ ế quá là ăn, đúng không? Chứ bây giờ mình chốt thằng này thôi, thằng này vô mấy tập không có lời mấy, đúng không? Nên mấy em sale nữa thiệt á, kinh nghiệm sale nó quan trọng. Chốt hợp đồng là chốt hai tầng này, nghĩ chưa? Nói chứ phải nổ. Gỗ này gỗ hạng A, wow. Gỗ này gỗ hạng A, gỗ công nghiệp thôi, nhưng mà hàng mắc tiền nhất, hàng của Đức, ok. Có mấy hàng, có mấy hàng đảo trâu vô nó anh Di ơi, không chơi gỗ tự nhiên đi, gỗ công nghiệp sao mắc tự nhiên người ta triệu mấy mét, công nghiệp anh có 600 ngàn mét là nặng cái gì, đồ ngu chó mày gỗ tự nhiên mốc mày công đi rồi tập dấp dấp té rồi tóc móng giò sao? Cái gỗ công nghiệp ưu điểm nó là gì? Nó đẹp và nó phẳng, nó không có bị sau thời gian nó vênh lên cục gì rồi. Mẹ có cái gỗ tự nhiên nó toàn là bị cong không? Nó cong mốt nó hư mẹ xài gỗ. Gỗ tự nhiên nó chỉ áp dụng cho gia đình, thương mại người ta phải xài gỗ này.
nó đẹp biết thì thưa biết thốt, không biết cầm mẹ cái mỏ đi. Nói thiệt luôn mấy em, nhiều khi mình xây cái tòa nhà lên gặp mấy thằng kiến trúc sư online, nó con mẹ mà thiệt cái mày luôn á, cỡ mày xin vô là hợp đồng đá cho chứ gãy cổ á. Đúng không, cỡ nào nó thầu được hàng của Duy Nguyễn, nó vô kiến trúc sư online, trời ơi vô nó chém má mát rồi mày luôn, vô cái avatar của nó thì cái nhà mà nghèo chùa chó của tao nữa. Má nó vô nó có bí ghét lắm em, tại tụi em chưa xây nhà, tụi em chưa nổi tiếng, tụi em chưa biết cảm giác đó thôi. À, thôi anh từ từ anh vô tập một cái, đạp một cái anh thủ. Trời ơi nó bụi mẹ ơi, bụi dưới ba hàng new mấy em, hàng new. Nói chung cái máy này nó rẻ thôi, máy này tao chả nhớ giá nhiêu nữa, 60 triệu gì đó. Máy này là máy đạp xe nè, bền lắm em, bền lắm nha. Hàng này không phải hàng Trung Quốc đâu nha ba. Mình đầu tư này mà mình bỏ máy Trung Quốc vô nó rẻ tiền lắm em. Thật sự chứ bộ, đúng không? Máy Trung Quốc thì nó rẻ tiền. Nếu mà hàng Trung Quốc thì phải chơi cái hàng cỡ như Hawaii vậy đó, chơi Trung Quốc loại A mới được. Còn không thì mua mấy cái máy tàu rẻ rẻ, máy dưới 30 triệu một cái thì thôi, mất giá trị cái phòng. Quán cái bọn kia đang đu dây nó quảng cáo làm đèn viện hả? Chuẩn bị lên dự án là BBT Banai nữa. Wow, tòa nhà nào của anh phải đầu tư quảng cáo kinh khủng. Tiền quảng cáo không có, nói thiệt với em, tiền mà đầu tư hạ tầng quảng cáo và con người á, để cho cái lễ khai trương không bao giờ dưới 1 tỷ bạc. Anh tính đi, cứ thứ từng hạng mục vài chục trăm, hạng mục vài chục trăm, mẹ 8-9 hạng mục là nhiêu tiền rồi, đúng không? Chơi là phải chơi đồng bộ nè. Cái loại gạch này nói em nhiều lần rồi, tao nói cho anh livestream rồi, chưa nói trong vlog. Cái loại gạch này là miền Nam không có mày, khỏi có kiếm đi. Quá kỳ, tao thiết kế nhà này bị kiến trúc sư nó quăng bom, nó vẽ đại gạch nó vô á, làm sao này xây nhà cha con đi kiếm gạch thấy mẹ luôn, kiếm về báo sếp, quá gạch này không có sếp ơi, không có là thế nào mẹ, mấy cục gạch mà không có mà đúng thật mày. Cái đấy xong cái hỏi lần kiến trúc sư, nó nói ở trong metro nhiều lắm anh, trong metro lộn Aeon. Cái xong mình chạy vô Aeon mình ăn lòng mắm bà Vũ á, cái mình coi má gạch xấu òm, không có giống thiết kế, mày xạo rồi. Thiết kế này nó xạo lắm thực tế, nó làm phải đặt ngoài Hà Nội, ngoài Hà Nội không có luôn, xong rồi đặt ngoài Hải Phòng hay đâu á mới có loại gạch này, đặt bao nhiêu chở vô bao nhiêu. Nên có loại gạch này nè, loại gạch ốp cột nè, thấy đẹp không? Cái bên này là tại vì mà cái thằng mà đi xi măng nó đi hơi ngu, nên xi măng nó bị gọi là nó tứa ra ngoài đó mấy em, nên nhìn nó bị bạc bạc. Còn mấy cái chỗ khác đẹp lắm, có mấy cột rồi có giám sát, nhìn đẹp chưa? Nó đầu tư lần vậy, gỗ thì thôi nói khỏi nói, 600.000 mét mà được cái thằng làm gỗ này ok mấy em, nó fan anh, làm xong nó mới lấy tiền. Chứ nó kêu tao chuyển cọc rồi tao dẹp nó luôn rồi đó. Không phải là không có tiền chuyển mày, tối ngày cọc hoài nhức đầu quá. Cái dự án có mấy trăm triệu thì mình cứ làm đi, anh trả tiền thôi cho. Còn nếu mà anh mày làm không trả tiền mà lên mạng mày bóc phốt anh Duy Nguyễn thoải mái, đúng không? Chờ chút chỉnh cái, nói nhiều quá quên chỉnh mấy em. 20, 80 tuổi, 70 kg, chỉnh đại, giờ không quan tâm cái này đâu. Máy này Bình Tân cũng có nha mấy em, đừng sợ. Máy này thì không có gì, level 25 thôi. Tâm sự cái này thì cái hành trình đi đến cái BBT building này nó gian khổ lắm em, lâu lắm, hơn năm, gần 2 năm. Chỗ này đang làm quảng cáo nè, chữ này là chữ THOL chứ không phải là chữ ổng đâu nha ba. Ở trên kia có chữ BBT, này có chữ THOL. Nếu mà bây giờ mình làm một cái tường đó mà mình trét sơn á, nó rẻ lắm, 120 mét, 120.000 mét sơn nha. Còn khi mà tụi em ốp gỗ á, tụi em có điền thêm số 0 cộng thêm nhân cho 1.5 nữa nha. Nó trung bình á, trung bình giá gỗ là sẽ từ 1.5 triệu tới 3.5 triệu mét, tùy tụi em chọn gỗ gì và tùy tụi em đề con sao nha. Nên tụi em thấy mà chơi nội thất gỗ là biết này đó, được không, thằng này đừng giỡn chứ đó. Còn mấy thằng mà ốp kiến không là biết nó không có tiền. Phòng ghim dễ biết lắm em, mày ốp kiến càng nhiều là mày càng nghèo. Tại vì sao? Kiến rẻ bèo à, 300.000 mét mày ủi hết cái tường luôn, bao nhiêu tiền hết á. Mấy thằng mà ốp kiến nè, với dán mấy cái gì, dán mấy quảng cáo mà bạc rẻ tiền á, đó là tao đầu tư rất là rẻ.
kinh nghiệm hết. Còn cái hệ thống đèn, em nhìn thấy không? Hệ thống đèn, đèn vàng để trang trí chơi cho vui thôi. Nhưng mà cái này nó đang màu đen, mốt có đổi thành màu trắng luôn, cho nó sáng thêm được xíu nữa. Còn đèn trắng hai bên là đèn chủ lực. Đó, bây giờ mình chơi hệ thống là trần nổi, không có đóng la phong nữa em. Tại vì bên quận Bình Tân á, là cái văn phòng chính công ty, nó mang tính chất là văn phòng nên đóng la phong. Còn cái này á, thì anh để trần nổi cho nó hoang dã. Đó, với phần nó tạo thêm được không khí phía trên cho nó cao hơn. Rồi những cái tầng mà giống như tầng yoga và tầng toilet á, tầng nào ngồi nghỉ á, thì đóng la phong. Bên đây là tụi em nhìn nó kiến nó xấu vậy là chưa xong nha. Nó đang nhập gỗ ở bên Lào á mấy em. Nó đang nhập gỗ bên Lào để làm mấy cái nẹp gỗ. Anh là anh giống như anh cuồng gỗ hay sao á. Bây giờ thời buổi công nghiệp, bây giờ mình chơi đồ nhựa đó, nó thường quá. Nó mang tính chất công nghiệp quá, mình tìm về thiên nhiên mấy em. Chơi đồ gỗ. Nhưng mà gỗ của anh là gỗ thương mại, chứ không phải là cái bộ đi băng 5 tỷ nha. Cái bộ đi băng 5 tỷ là đâu gỗ khác. Thôi, sáng sớm chưa ăn gì chứ. Cardio. Bởi vì Duy thích cardio lắm. Tại cardio này nó phù hợp với giám đốc như anh. Đó. Anh có thể ngồi xem tin nhắn, kiểm tra tiền, họp online được, quản lý điều hành công việc, nhân sự đâu nữa, vậy đó, thoải mái. Còn chạy bộ không làm được việc đó. Nên thường á, sau tập sẽ trải nghiệm 20 phút cardio với cái máy này, đạp xe vậy thôi, trong vòng 25 phút. Nên anh Duy Nguyễn ra đường có ăn nhậu chơi bời gì đó cũng đỡ mập. Chứ mà như con người ta ăn cái cường độ đó chắc giờ bụng cóc. Không có như anh đâu em. Bởi vậy mấy anh comment mà chê khen thì anh nhớ lóc não vô tao giám đốc mày ơi. Chứ phải ăn rảnh rồi mẹ gọi tập cho nghèo nha. Comment ăn đam hoài em sợ. Đam nó ghét luôn mày. Nó ghét tà đốc kính. Tà đốc kính nó quảng cáo cho anh luôn. Rồi, xong video này anh sẽ cho tụi em đi tham quan phía ngoài những gốc Playcam đồ. Đang hoàn thiện quảng cáo. Buổi tối khu này lên sơm lắm em. Lẩu dê đồ này nọ, nhà hàng quán bar vũ trường đồ đầy hết. Gì cũng có tiền hên xui thôi. Hình như là anh thấy là cái hệ thống cardio bên đây nó nhiều bên Bình Tân lắm em. Nhiều máy hơn. Nhiều máy nhiều lắm. Sức chứa của cái gym center này á, của anh là phải đặt cao Bình Tân gấp đôi. Bình Tân diện tích nó không bằng. Bình Tân diện tích rất 750m2. Đây hơn ngàn. Anh nói diện tích tập luyện á. Còn cái chỗ ngồi nghỉ á thì không có nói. Cái hay á, anh thiết kế chỗ này để buổi tối á, mình đi ra đường mình tập mình nhìn xuống mình ngắm nữ sinh. Xong rồi nữ sinh ở dưới lên đây nó ngắm mình. Xong rồi nó vô đây nó kiếm mình. Cái anh Duy Nguyễn tay nhanh thu. Vậy thôi. Còn cái này nó cơ động hơn bên quận Bình Tân. Nó chơi hai hệ. Hệ máy lạnh với hệ khí trời. Tùy vào thời tiết không? Tùy vào nhu cầu khách hàng mà sẽ chuyển cái hệ nào qua hệ nào. Đó. Tại vì ở đây nó được cái ưu điểm á, nhà của anh bự nhất, nhà của anh cao nhất, nhà của anh to nhất, hai bên nhà thấp. Oh, nên lấy khí trời thoải mái bốn góc luôn, mặt trước mặt sau mặt hai bên hông nữa. Còn bên Bình Tân không làm được chuyện đó mấy em. Bình Tân nhà của mình với nhà ta nó cũng xem nhau, mở cửa sổ cũng được. Với phần cái nữa đó, bên Bình Tân thì thiết kế theo kiểu mua văn phòng, còn đây thiết kế theo dạng mà dịch vụ. Nhưng mà quận 7 cũng được nữa. Quận 7 giờ dân bởi nó giàu quá, nhà nó cao nữa. Quận 7 là hai mặt tiền mấy em. Hai mặt tiền nhưng mà là máy lạnh nha. Bên quận 7 chỉ có một hệ máy lạnh thôi. Nói trước. Mặt trước, mặt xa, bên quận 7 rất là nhiều cái hay. Nó có sky bar. Nó có mini bar. Đang tính làm cái sức to nữa, không biết nó làm không. Siêu thị á. Bên quận 7 nó có một cái là BBT Event. Trung tâm hội nghị BBT. Ví dụ như mỗi lần xích về đó, khu chừng 100 thùng ra cho khách uống chơi vậy đó. Nó làm cái event. Hoặc là thi thố gì đó. Đi ra coi nào chống hít đất mà chống lâu nhất. Chống mà người không rung nhang.
Ví dụ dễ nhất 100 triệu. Không được cái gì mấy em, được cái số khủng à. Nên mấy em hỏi là anh Duy xong làm youtuber thật. Nó từ từ đi thuê sân khấu hoài mệt quá mày ơi. Em ghét anh làm luôn cái sân khấu của mình. Thôi thôi. Mùa độ cao đập mệt quá. Còn quận 9 cũng chảy ke nữa. Quận 9 đang biêu. Này khai trương xong qua tới quận 9 mấy em. Là một gamer đâu chỉ cơ bắp là được. Thôi video rồi từ từ để ngồi chém gió đi. Thở một cái. Ngồi chém gió mấy em. Thằng Đạt mẻ quá. Quay cái này tao nói 20 phút nó dài lắm luôn á. Phải chỉnh chế độ 20. Hồi nãy nói chốt sale đúng không? Là đi tầng lên tầng này là phải chốt được nè mấy em. Tại vì tầng này chút mấy media nó quay cái vẻ đẹp vẻ khủng cho tụi em coi. Một tầng bằng phòng gym tao rồi. Hơi nhiều á. Mà phòng gym tao 300 ngàn tháng. Phòng gym mình có 500 ngàn tháng. Mày không chốt được thì thôi làm gì giờ. Hiểu không? Mà đi vô cái hầm là bảo đảm khủng bố rồi. Má vô cái hầm tao thiệt với mày, cái hầm tao. Tao có đi không được gì được, đẹp, đẹp, đẹp trai. Thật sự. Bồ nhiều lắm em. Nên đi khách sạn như cơm bữa á. Mà anh khẳng định với em đều á. Hầm khách sạn tuổi gì hầm của anh? Không có tuổi nào hết á. Thật sự nha. Ngay cả khách sạn 5 sao Winberland. Ủa lộn Winburn của ông Dượng. Hầm xe thì bự mà lối vô hầm chán lắm mày ơi. Cái lối vô hầm nó hẹp lắm. Chạy không cẩn thận đập bỏ. Thiệt. Nên anh góp ý ông Dượng nhiều lần rồi mới không nghe. Nói chỗ ông Dượng được á. Mày có hầm xe là hơi bị quế chút thôi. Chứ còn Bitexco nữa. Bitexco hầm xe bao quế luôn đó. Nên anh Duy Nguyễn á, ăn chơi nhiều. Anh Duy Nguyễn cảm thấy á, làm dịch vụ mà anh Duy Nguyễn chia sẻ tụi em luôn. Bãi đậu xe chỗ mà dở vứt. Anh Duy Nguyễn tuyên bố á, làm dịch vụ sau này tụi em làm cái nghề gì không biết. Bãi đậu xe là một chỗ là hai, dở là vứt nha. Nên bãi đậu xe của anh là Lamborghini đậu ngoài sân mẹt xuống hầm đó. Còn nếu mà xe mượn muốn trốn trốn đó thì vô xuống hầm luôn đi, không cần phải che bản số đâu nha. Khỏi che bản số, đi khách sạn mà che bản số. Nên em đã chốt khách là từ cái bãi đậu xe rồi, không có phòng gym nào có hầm một bãi đậu xe hết á, trừ khi mày thuê tòa nhà cho mày đậu xe chung của người ta thôi. Mày đậu xe chung của người ta mày cử nhân bảo vệ thì mày chịu thôi, chứ gym nó làm được gì tủ tí gì mà nặng, đúng không? Chừng khi nào mà em vô cái chỗ đậu xe của nó thì mà lỡ thằng bảo vệ nó láo chó với khách á thì công ty mới xử lý bảo vệ được. Còn em đang thuê dịch vụ, thằng bảo vệ bữa đó nó ba gai với em, mặc dù có bên nào cũng sai hết á, nhưng mà thằng gym đứng giữa nó cũng cười trừ thôi, nó cũng vuốt vuốt hai bên để cho quề thôi, nó mang tiếp trung gian, nó không mang tiếp quyết định. Nó hầm đậu xe là sâu thâm thẳm rất rộng, mà chẳng qua giờ còn để máy thôi. Máy mình quận 9 đó mấy em. Bên quận 9 đang làm thang máy, sắp xong rồi. Bàn giao thang máy tuần sau nó bàn nè. Chứ giờ đóng máy đó, thang máy xong đem vào quận 9. Chúc mấy em cứ quay cái hầm cho thấy thật sự là nó rất là rộng, mà máy móc rất là nhiều đó. Và cái bãi đậu xe ăn trước kìa em nhìn coi. Hiện tại là hai xe hơi đậu. Nhìn coi đậu chắc ghép ghép vô 5 chiếc, 4 chiếc. Thì một cái sức chứa như vậy mà tụi không chốt được ngay từ cái hầm là cũng hơi bị kém rồi. Xong rồi tới vô quầy lễ tân. Quầy lễ tân nó thiệt với mày khách sạn chưa chắc. Bởi vậy mấy em cứ nói câu nghe ghét. Em nói vô phòng gym anh như vô khách sạn. Ủa khách sạn là gì, tụi em phải lấy nó làm tiêu chuẩn. Anh nói thẳng luôn, anh đi khách sạn 5 sao nhiều rồi nè. Cái máy lạnh nó bằng máy lạnh của anh. Bằng cái búa. Rồi mới vô máy lạnh không lạnh, đợi kêu lễ tân lên chửi hoại gì. 5 sao đó. Còn đi vô thang máy. Nó thiệt với em, thang máy nó êm bằng thang máy của anh thôi. Còn đi vô quầy lễ tân á, nó được cái rộng thì ok, nó rộng thật. Nhưng mà nó trang trí quầy lễ tân nó có nội thất đắt tiền nhanh hay không? À, nên nhiều khi cũng phải tự ái chứ em. Em nói một câu rồi, vô phòng gym anh Duy như khách sạn biết nên buồn nên vui nữa. Khách sạn gì mới được chứ đó. Nên tụi em hãy đừng có phán xét sớm. Hãy tới đây nhìn một lần đi. Rồi mua cái bình lắc về cũng được nữa. Hãy nhìn một lần đi. Để coi Duy Nguyễn mày nói như thế nào. Nha. Tới đó là chốt rồi đó.
Xong rồi tới lối đi, tới cầu thang, vô thấy thang máy bao đẹp rồi. Lên thang bộ nhìn bao sang luôn. Còn tụi em đi thang bộ của khách sạn, lộn rồi. Khách sạn nó làm thang bộ giống như thang thoát hiểm vậy đó, thang máy là chính. Vô thang bộ nó nhiều khi nó cũng bể tông, nó chưa ốp. Đúng không? Đó, xong rồi người ta lên là lên tầng này. Tầng này là cái tầng tập lô kê, rồi 2 tháng đầu vào trong đây không khổ đi đâu mà. Thật sự, tầng này tầng gần như đầy đủ. Hai máy rất nhiều. Nhiều gấp rưỡi lần bên Bình Tân. Có những máy bên Bình Tân không có. Nên nói về TH và lò Gym Center thì về máy thì không khỏi bàn. Máy không nào qua. Tiên bố một câu, dân chơi mà. Cái phòng nào Duy cũng tập hết. Mà thằng Duy là cái thằng tập lâu, phải thằng khó tánh. Đó, mà cái máy nó phải tập được, khách nó tập được. Vậy đi chốt. Nên một cái mức giá này quá rẻ. Dành cho những ngày khai trương này nọ kia. Phòng một phòng tập nó quá, quá tốt ở khu mà Bắc Sài Gòn rồi. Này là Bắc nha. Đông Tây Nam Bắc có hết rồi. Nào phía Tây thì kiếm Bình Tân. Bình Tân thì bạn thấy là quá ok đúng không? Bên này nó ok nhiều mặt nữa. Tại cái nhà này xây sao? Nên những cái nào mà là khuyết điểm và là sai lầm của bên Bình Tân á, nó đã được khắc phục ở đây hết rồi. Không có gì phải bàn cãi cả. Nó chỉ còn cái mức độ âm thanh nó hơi vang xíu. Đó, do nhà này nó chưa vận hành. Đó, vài bữa khắc phục cái là bao đảm nghe nhạc, độ dàn lo là 200-300 triệu chứ gì. Lo cốc thôi đó. Mua lo cốc thôi mà 200-300 triệu rồi đó. Còn mẹ mua lo xịn chắc 500-600 luôn. Bởi không biết âm thanh làm cái khỉ gì mắt ghê. Một tầng 6 lo anh. Một tầng 6 lo. Chắc chơi chưa? Chắc chơi còn chơi gì nữa. Tới đây tham quan đăng ký mua sub đi. Em Út nó chăm sóc từ A tới Z. Vừa nói là tới là fan của Duy Nguyễn là bảo đảm là nhân viên nó chăm sóc rất là tận tình. Mà nhân viên bên đây là bao đông nữa. Đó. Thôi video cũng dài rồi nha. Tạm biệt mấy em nha. Hay thì phải like và share. Sốc thì cũng share luôn. Đó, anh Duy Nguyễn mày làm được phòng gym sắp khai trương cho khoe tí. Đúng không? Khoe là khoe trên cái có thật. Nghe. Phong cách anh Duy Nguyễn làm vậy đó. Đừng có dạy Duy Nguyễn hai chữ khiêm tốn. Tại Duy Nguyễn mày quá khiêm tốn. Nha. Bye bye. Xe. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết điều là không biết à. Cô chùa hoài.